Kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, khi học đại chú vương bát nhã ba la mật đa này, chẳng thấy có bố thí ba la mật đa, chẳng thấy có tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Vì đối với bố thí ba la mật đa vân vân vô sở đắc, nên chẳng làm hại mình, chẳng làm hại người, chẳng làm hại cả hai. Kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, khi học đại chú vương bát nhã ba la mật đa này, chẳng thấy có bốn tịnh lự, chẳng thấy có bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì đối với bốn tịnh lự vân vân vô sở đắc, nên chẳng làm hại mình, chẳng làm hại người, chẳng làm hại cả hai. Kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, khi học đại chú vương bát nhã ba la mật đa này, chẳng thấy có tám giải thoát, chẳng thấy có tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Vì đối với tám giải thoát vân vân vô sở đắc, nên chẳng làm hại mình, chẳng làm hại người, chẳng làm hại cả hai. Kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, khi học đại chú vương bát nhã ba la mật đa này, chẳng thấy có bốn niệm trụ, chẳng thấy có bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì đối với bốn niệm trụ vân vân vô sở đắc, nên chẳng làm hại mình, chẳng làm hại người, chẳng làm hại cả hai. Kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, khi học đại chú vương bát nhã ba la mật đa này, chẳng thấy có pháp môn giải thoát không? Chẳng thấy có pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Vì đối với pháp môn giải thoát không vân vân vô sở đắc, nên chẳng làm hại mình, chẳng làm hại người, chẳng làm hại cả hai. Kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, khi học đại chú vương bát nhã ba la mật đa này, chẳng thấy có năm loại mắt, chẳng thấy có sáu phép thần thông. Vì đối với năm loại mắt vân vân vô sở đắc, nên chẳng làm hại mình, chẳng làm hại người, chẳng làm hại cả hai. Kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, khi học đại chú vương bát nhã ba la mật đa này, chẳng thấy có mười lực của Phật, chẳng thấy có bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì đối với mười lực của Phật vân vân vô sở đắc, nên chẳng làm hại mình, chẳng làm hại người, chẳng làm hại cả hai. Kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, khi học đại chú vương bát nhã ba la mật đa này, chẳng thấy có pháp không quên mất, chẳng thấy có tánh luôn luôn xả. Vì đối với pháp không quên mất vân vân vô sở đắc, nên chẳng làm hại mình, chẳng làm hại người, chẳng làm hại cả hai. Kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, khi học đại chú vương bát nhã ba la mật đa này, chẳng thấy có trí nhất thiết, chẳng thấy có trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì đối với trí nhất thiết vân vân vô sở đắc, nên chẳng làm hại mình, chẳng làm hại người, chẳng làm hại cả hai. Kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, khi học đại chú vương bát nhã ba la mật đa này, chẳng thấy có tất cả pháp môn đà la ni, chẳng thấy có tất cả pháp môn tam ma địa. Vì đối với tất cả pháp môn đà la ni vân vân vô sở đắc, nên chẳng làm hại mình, chẳng làm hại người, chẳng làm hại cả hai. Kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, khi học đại chú vương bát nhã ba la mật đa này, chẳng thấy có dự lưu, chẳng thấy có nhất lai bất hoàn, a la hán. Vì đối với dự lưu vân vân vô sở đắc, nên chẳng làm hại mình, chẳng làm hại người, chẳng làm hại cả hai. Kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, khi học đại chú vương bát nhã ba la mật đa này, chẳng thấy có dự lưu hướng, dự lưu quả, chẳng thấy có nhất lai hướng, nhất lai quả, bất hoàn hướng, bất hoàn quả, a la hán hướng, a la hán quả. Vì đối với dự lưu hướng, dự lưu quả vân vân vô sở đắc, nên chẳng làm hại mình, chẳng làm hại người, chẳng làm hại cả hai. Kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, khi học đại chú vương bát nhã ba la mật đa này, chẳng thấy có độc giác, chẳng thấy có độc giác hướng, độc giác quả. Vì đối với độc giác vân vân vô sở đắc, nên chẳng làm hại mình, chẳng làm hại người, chẳng làm hại cả hai. Kiều thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, khi học đại chú vương bát nhã ba la mật đa này, chẳng thấy có đại Bồ Tát, chẳng thấy có tam miệu tam Phật đà. Vì đối với đại Bồ Tát vân vân vô sở đắc, nên chẳng làm hại mình, chẳng làm hại người, chẳng làm hại cả hai.
Kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, khi học đại chú vương bát nhã ba la mật đa này, chẳng thấy pháp của đại Bồ Tát, chẳng thấy có quả vị giác ngộ cao tột. Vì đối với pháp của đại Bồ Tát, vân vân, vô sở đắc, nên chẳng làm hại mình, chẳng làm hại người, chẳng làm hại cả hai. Kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân ấy, khi học đại chú vương bát nhã ba la mật đa này, chẳng thấy có thanh văn thừa, chẳng thấy có độc giác thừa, vô thượng thừa. Vì đối với thanh văn thừa vân vân vô sở đắc nên chẳng làm hại mình, chẳng làm hại người, chẳng làm hại cả hai. Kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, khi học đại chú vương bát nhã ba la mật đa này, đối với ngã và pháp tuy không sở đắc mà chứng quả vị giác ngộ cao tột. Quán chiếu tâm hành sai biệt của các hữu tình, tùy nghi chuyển pháp luân vô thượng, khiến như thuyết tu hành đều được ích lợi. Vì sao? Vì chúng đại Bồ Tát quá khứ đối với đại thần chú vương bát nhã ba la mật đa này tinh cần tu học, đã chứng quả vị giác ngộ cao tột, chuyển pháp luân nhiệm màu độ vô lượng chúng sanh. Chúng đại Bồ Tát vị lai đối với đại thần chú vương bát nhã ba la mật đa này tinh cần tu học, sẽ chứng quả vị giác ngộ cao tột, chuyển pháp luân nhiệm màu độ vô lượng chúng sanh. Chúng đại Bồ Tát hiện tại trong 10 phương vô biên thế giới, đối với đại thần chú vương bát nhã ba la mật đa này tinh cần tu học, hiện chứng quả vị giác ngộ ca tổ, chuyển pháp luân nhiệm màu độ vô lượng chúng sanh. Lại nữa, kiểu thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân đối với bát nhã ba la mật đa trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, sao chép giảng thuyết, truyền bá rộng rãi, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy ở bất kỳ thành ấp quốc độ nào chẳng bị tất cả tai họa tật dịch của người, chẳng phải người làm tổn hại. Vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy ở bất cứ đâu cũng được chúng trời tứ đại vương, trời 33, trời dạ ma, trời đủ sử đa, trời lạc biến hóa, trời tha hóa tự tại, trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời phạm hội, trời đại phạm, trời quang, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời cực quang tịnh, trời tịnh, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, trời quảng, trời thiểu quảng, trời vô lượng quảng, trời quảng quả, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời sắc cứu cánh, và các long thần, a tố lạc, vân vân ở trong thế giới ba lần ngàn này, và vô lượng vô số vô biên thế giới khác trong 10 phương thường đến ủng hộ, cung kính, cúng dường, tôn trọng ngợi khen, vì chẳng cho đại thần chú vương bát nhã ba la mật đa bị trở ngại. Lại nữa, kiểu thi ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân sao chép đại thần chú vương bát nhã ba la mật đa này, tôn trí nơi thanh tịnh, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, tuy chẳng được nghe thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy, cũng chẳng vì người khác mà chỉ bày dẫn giải, nhưng ngay nơi chú xứ quốc ấp vương đô này, người chẳng phải người vân vân chẳng bị tất cả tai họa tật dịch làm tổn hại. Vì sao? Vì đại thần chú vương bát nhã ba la mật đa như vậy ở bất cứ chỗ nào đều được chúng trời tứ đại vương cho đến trời sắc cứu cánh cùng các long thần, a tố lạc, vân vân trong thế giới ba lần ngàn này và vô lượng vô số vô biên thế giới khác trong 10 phương thường đến ủng hộ, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, vì chẳng để cho đại thần chú vương bát nhã ba la mật đa bị trở ngại. Kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân ấy, chỉ sao chép đại thần chú vương bát nhã ba la mật đa, tôn trí nơi thanh tịnh, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, mà hiện tại còn được lợi ích như vậy, huống là thường lắng nghe thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học như lý tư duy. Và vì người mà chỉ bày giảng giải, nên biết công đức của người ấy vô biên, mau chứng quả vị giác ngộ, làm lợi lạc tất cả. Kiểu thi ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vân vân sợ hãi oan gia, ác thú, tai họa, chủ yếm tật dịch, thuốc độc, chú thuật, vân vân, nên sao chép đại thần chú vương bát nhã ba la mật đa, tùy theo số lượng nhiều ít, gói trong đẫy hương, đặt trong ống quý, thường mang theo thân, cung kính cúng dường, thì các sự sợ hãi đều được tiêu trừ vì thiên long quỷ thần thường ủng hộ. Kiểu thi ca, thí như có người hoặc loài bàng xanh vào chỗ cây bồ đề hoặc đến bên cây ấy, người hoặc chẳng phải người chẳng thể làm hại được. Vì sao? Vì chư Phật quá khứ vị lai hiện tại đều ngồi nơi này mà chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, được giác ngộ rồi ban bố cho các hữu tình điều không sợ hãi, thân tâm an lạc,
an lập vô lượng vô số hữu tình, làm cho an trụ diệu hạnh người trời tôn quý, an lập vô lượng vô số hữu tình, làm cho an trụ diệu hạnh an lạc của ba thừa, an lập vô lượng vô số hữu tình, làm cho chứng đắc ngay hoặc dự lưu quả, hoặc nhất lai quả, hoặc bất hoàn quả, hoặc a la hán quả, an lập vô lượng vô số hữu tình, làm cho sẽ chứng đắc quả vị độc giác, hoặc chứng quả vị giác ngộ cao tột. Những việc thù thắng như vậy đều do sức oai thần của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì vậy nên chốn này, trời rồng, A Tố Lạc, vân vân đều cùng thủ hộ, cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen. Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa có mặt ở chỗ nào cũng lạ như vậy. Tất cả trời rồng, A Tố Lạc, vân vân thường đến thủ hộ, cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen. Vì chẳng để Bát Nhã Ba La Mật Đa bị trở ngại. Nên biết chốn ấy, tức là chân bảo tháp, tất cả hữu tình đều nên kính lễ, nên dùng các thứ tràng hoa, hương xoa, hương bột, vân vân thượng diệu, y phục anh lạc, tràng phan lọng báu, các thứ ngọc quý, kỹ nhạc, đèn sáng để cúng dường.